vịt sốt tiêu đen cực ngon dành cho bạn. Các bạn có để ý không? Trước giờ Hoshi hướng dẫn món cá, món heo, món gà, món bò, nhưng mà chưa có món vịt đúng không? Ok, thì hôm nay Hoshi hướng dẫn cho cả nhà làm món vịt sốt tiêu đen cực ngon và đơn giản luôn. Món này mà ăn chơi hay là tiếp khách á thì tuyệt vời luôn. Ok, bây giờ thì cả nhà sẽ ướp vào đó là một chút gia vị bột tỏi mắc cumin giúp cho hương vị món ăn thơm ngon và hấp dẫn. Ok, mình sẽ ướp đều hai mặt cả nhà nha. Tiếp tục cả nhà sẽ ướp vào đó là một chút tiêu sọ xay nhuyễn. Tiếp tục cả nhà sẽ ướp vào đó là một chút bột ớt cựa gà vị khói mắc cumin để tăng thêm độ thơm ngon và giảm vị tanh cho thịt vịt. Ok, cuối cùng là mình sẽ tẩm lên một chút dầu ăn và massage đều cho miếng thịt vịt cả nhà nha. Xong, bước 2, mình sẽ tới công đoạn pha sốt nè. Đầu tiên cả nhà sẽ cho vào đó là một muỗng tiêu giã nhuyễn. Còn Hoshi là có ý cối đặc biệt cho nên chỉ cần cà cà xoay xoay thôi. Tiếp theo cả nhà sẽ cho vào đó là hai muỗng dầu hào và cho vào đó thêm hai muỗng nước lọc, một muỗng nước tương và nửa muỗng giấm. Ok, cuối cùng cả nhà sẽ cho vào đó là gần nửa muỗng đường, rồi mình sẽ khuấy đều tay lên cho hòa tan gia vị. Đó, ok nè, sốt này ngon lắm luôn nha. Ok, tới bước 3, mình sẽ đi cắt mang tay ra thành từng khúc như thế này. Sau đó bắt lên một chút nước, cho vào đó là một chút muối. Đó, cả nhà phải cần nhớ cho Hoshi là khi mình luộc rau củ là phải cho vào nước sôi một chút muối để rau củ của chúng ta sẽ luôn luôn xanh tươi hơn cả nhà nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ chắc nước ra và cho vào chảo khoảng 30g bơ lạc. Bơ tan rồi mình sẽ cho vào đó là nửa muỗng tỏi, phi cho gần vàng lên. Sau đó cả nhà sẽ cho vào đó là nửa muỗng hành tím băm nhuyễn. Ok, phi cho vàng lên rồi mình sẽ cho hết sốt vào nấu cả nhà nha. Sốt này á là sốt tiêu đen bao gồm có dầu hào và đường, cho nên cả nhà chỉ cần nấu một chút và lắc đều tay như Hoshi là sốt sẽ rất là nhanh sệt lại và thơm ngon nha. Ok, vậy là mình đã xong bước 3 nấu sốt rồi nè. Tiếp tục bây giờ sẽ tới bước 4, mình sẽ cho vào đó một muỗng dầu ăn và áp chảo vịt cả nhà nha. Sau khi dầu đã nóng rồi mình sẽ áp mặt da xuống trước nè. Đó, để cho da vịt săn lại, ra bớt dầu mỡ và tạo ra một cái lớp mỏng giòn giòn cả nhà nha. Món này là Hoshi muốn nâng cấp tay nghề lên cho gia đình đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ chở mặt lại và áp chảo mặt dưới nè. Cả nhà thấy cái da màu đẹp không? Mình sẽ múc dầu bơ và rưới lên mặt da nè. Đó, cứ liên tục như vậy để làm cho da màu đẹp hơn nữa cả nhà nha. Rồi sau đó mình sẽ gấp ra giấy thấm dầu thấm khô. Và tới bước 5, decor. Phần trang trí thì Hoshi sẽ hướng dẫn cho cả nhà luôn nha. Cách trang trí của Hoshi thì cũng không có khó lắm đâu, khá là đơn giản và ai cũng có thể làm được. Chỉ cần các bạn tập trung xem Hoshi hướng dẫn và nhớ đến khái niệm của Hoshi là nhanh, gọn, sạch, đơn giản và tinh tế. Quan trọng là cách sắp xếp bố cục và phối hợp màu sắc với nhau cho tương xứng và hài hòa. Vậy cái là tự nhiên món ăn ngon và đẹp à nha. Mình sẽ sắp măng tây, cà rốt, củ cải garlic, một chút ngò tây, đó, miếng củ cải nữa, rồi chẻ cọng măng tây như Hoshi hướng dẫn nè. Tập trung nha. Bây giờ mình sẽ gấp lại cho cả nhà xem nè. Đó, đơn giản không? Phối thêm trái cà rốt mini nữa và thêm miếng mầm củ cải vào và đi cắt thịt vịt thôi. Đó, mình sẽ cắt miếng dày khoảng hơn 1cm. Cứ cắt cho đều là đẹp nha. Hoshi để ý phần bình luận thấy có rất là nhiều bạn thích xem Hoshi cắt thái lắm đúng không? Hôm nào Hoshi rảnh nó sẽ làm về những clip hướng dẫn cắt thái cho cả nhà xem nha. Mà công nhận tới khúc này á thịt vịt rất là thơm nha cả nhà nha. Có nhiều bạn hay hỏi Hoshi là dụng cụ hay là gia vị mua ở đâu mà nhiều khi á Hoshi không trả lời hết được. Như những cái loại gia vị trong clip này thì Hoshi mua ở An Nam Gourmet hoặc cả nhà có thể mua tại các siêu thị trên toàn quốc nha. Đó, vậy là xong rồi nè. Cả nhà thấy Hoshi hướng dẫn đơn giản mà đẹp không? Ok, chúc các bạn thành công nha. Công thức nguyên liệu và gia vị Hoshi để hết ở đây cho cả nhà nha.